đánh một người nó cẩn làng quay vào. Nó đi nó toàn đi theo đội nó nhóm. Thì mẹ nó thằng túm lại một thằng đánh là đúng nó đánh luôn. Thế cháu biết thằng nào mà bắt? Cứ đánh người của nó là nói đấy mà. Đấy, bắt cái thằng chỉ tay thằng nào à, thằng kia quy tắc. Nó rào tắc lắm mày. Nào nó mày. Nó cùn, nó đánh cùn. Mấy ông quy tắc đánh nhau đâu mũ bảo hiểm vào đeo đội à. Nó cu gạch như dáng cái đầu. Nào có một rào này.